Xin chào quý vị và các bạn. Nằm trong chuỗi clip về làm sạch tòa nhà xanh, hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về làm sạch thiết bị cứu hỏa tại tòa nhà. Dụng cụ: khăn lau chuyên dụng, hóa chất làm sạch kính, cân. Quá trình tiến hành làm sạch tủ cứu hỏa. Bước 1. Kiểm tra cân bình cứu hỏa. Quan sát tủ có vỡ kính hay khóa tủ có khó mở không. Nếu hỏng hóc sẽ kịp thời sửa chữa. Kiểm tra chốt của vòi bình bột, bình khí. Sau đó tiến hành cân và ghi thông số vào bình theo từng tháng. Kiểm tra vòi lăng xem có rách, gấp khúc không. Bước 2. Tiến hành vệ sinh tủ cứu hỏa. Dùng khăn ẩm lau thành, góc, giá đỡ vòi phun phía trong tủ cứu hỏa. Lau trên, dưới, xung quanh bình cứu hỏa. Lau vòi phun bình cứu hỏa, tay nắm bình cứu hỏa. Lau bên trong, bên ngoài vòi phun nước. Lau cửa kính tủ bằng hóa chất. Lau sạch chuông, đèn báo bên ngoài hộp cứu hỏa. Sau khi làm xong, xếp gọn gàng bình cứu hỏa như cũ. Chú ý, sau khi lau ẩm các thiết bị, ta tiến hành lau lại bằng khăn khô, tránh hiện tượng còn đọng nước vào thiết bị, khiến thiết bị dễ hoen rỉ. Khi lau không được bấm vào nút ấn chuông báo cháy. Kết thúc quá trình làm sạch, yêu cầu thiết bị cứu hỏa sạch bụi, kính sáng, không vết khăn lau trên thiết bị. Mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp ích quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.